Rồi từ đầu tiên ha, mình gõ vào cái khung chat nha. Chị xu. Chị xu. Chị xu. Chị xu. Mọi người gõ vào cái phần tiếng Anh vào khung chat nha. Chị xu. Là cái từ này mình trong lớp mình cũng sẽ nói rất là nhiều ha, nó là chị à, chị xu, 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 chị xu. 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 Rú chuông. Thính tao mà, có nghe không người Quỳnh? Quỷ. Dạ nghe ạ. Mà chi xu. Rồi còn rồi, đủ rồi ha. Chi xu. Rồi, chi suy, cái này của Yến Chi đúng nha. Tại vì giống như chữ sư ở đó, của Nguyễn Quỳnh với Như Quỳnh ghi chữ đó là chữ sư ha, chứ không phải là suy. Mình nhớ nha, suy, ô, có ô, là của ô hai chấm á, là nó chỉ z, z, x với lại z, sorry, z, y, x mới ghép được với chữ ô hai chấm này thôi ha. Cho nên đây là phải là âm, là chi suy mới đúng ha. Rồi tiếp theo ha, chỉnh tú, 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 chỉnh tú. Chỉnh tú, chỉnh tú, chỉnh tú, chỉnh tú, chỉnh tú. Alo, mọi người có ghi lưu phiên âm chưa? Không biết cái mạng bị lắc hay sao, chưa có thấy kết quả hả? Nguyệt Quỳnh, Yêu Trường, trình tố, trình tố, trình tố, trình tố. Trình tố, trình tố, ha, Yến Chi là trình ha, nhưng mà là thanh thứ tư, thanh thứ tư, thanh thứ tư mình đánh dừng nha. Còn cái của Nguyệt Quỳnh ha, Quỳnh Di ha, Di thì nó trình, trình Yêu Trường, Yêu Trường. Yeah. Rồi em đọc thử cái phiên âm của em ha. Trình tố. Các em di di đọc là gì? Chi 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 thì ghép với chữ yên thì là gì? Yên chính Trình à, chính 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 tố. chỉnh à, thì nó là chỉnh đúng không? Còn cái này là chỉnh chỉnh, vậy thì là phải âm quy mới đúng đúng không?
À, chỉnh tổ. Còn cái này tổ thành thứ tư. Thành thứ tư em đánh những thứ thành thứ coi. Tu. Tu, 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 tu. Đúng không? Thành thứ tư phải là tu không? À, bọn cái này là tổ. Tổ thì thành thứ mấy? Thành ba. Tu, tu, tu. Thành thứ ba là tu. Đúng không? Giống không? Yeah. Tổ. Cái chữ này là đọc là tổ. Thành mấy? Thành mấy? Thành hai. Đúng rồi, thành hai mới đúng ha. Chỉnh tổ ha, chỉnh tổ là thành hai. Nha, mình nhớ nha, cái ZQX nó cũng dễ bị lộn lắm ha. Rồi, tiếp từ tiếp theo ha. Zài lại. 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 À, zài lại. Ồ, tui ha, chuyện bố tố tui. À, đúng là hai chữ chai lại, mọi người biết đúng là điều đứa tất cả đều đúng ha, chai lại. Rồi, à, từ thứ tiếp theo ha. Tú san chữ. 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 À, Yên Chi. À, Yên Chi. Xin tổ nhị đa phiên yên. À, Yên Chi, em đọc theo cái phiên âm của em. Em đánh dần em đọc thử coi. Dạ là tủ trang sư. Không, cái ia đọc là gì? Ia, yeah, đúng không? Ia, yeah. Còn cái ít là gì? Xia, yeah. Vậy là xia. Cái này xia chứ đâu phải san, đúng không? Dạ. Yeah. À, cho nên là xia chứ không phải san ha. Còn cái này là san, san chữ. San chữ. Còn cái chữ cuối của em là gì? Ư. Đúng không? Chữ U thì đọc là U. U mà ghép với quy, Z, quy, X thì là U hai chấm á. Nhưng mà mình bỏ hai chấm khi mà mình viết. Đúng không? Thì nó sẽ đọc là chữ. Chứ không phải là chữ. Hai, nhớ hai cái chữ này nó giống, yeah. Nhớ xem với lời Z, C, S ha. Rồi, cho nên là ở đây mình sẽ đi tiếp là chữ chữ. Chữ là cái gì? Chữ, 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 ha. Chữ ở đây là chữ C, Y nha. CE chứ không phải SE, SE là sư. Nhớ nha, tủ san sư chứ không phải là tủ san sư. Còn nếu mà mình ghi là SE thì là sư. Ha, sư chứ không phải là sư. Rồi, cho nên đáp án chính xác cái này là tủ san. Ha, tủ san là của Như Quỳnh nè. Nhưng mà chữ của Như Quỳnh là đúng hai từ đầu. Nhưng mà từ cuối cùng là chữ CE chứ không phải là không phải là SE ha, CE ha. Rồi. Mình tiếp nha. Wǒ zài. Wǒ zài. Wǒ zài. Wǒ zài. Wǒ zài. Wǒ zài.
我在。我在。我在。我在。我在。我在，我在，mình không nhớ mình có thể dở lại bài trước mình coi cái bản mà phiên âm tổng hợp á, nhớ không? Nhớ nhớ nó ở chỗ nào mình tìm. 我在，我在。我在，我在，我在，我在，我在，我在。我在，我在，我在。燕姿，燕姿，好了吗？鸡白地来到了，姐。啊，也哈，rồi, vậy Như Quỳnh, em đánh dần thử cái phiên âm chữ chữ thứ hai không? Chữ thứ hai, trai hả? Trai. À, trai. Bây giờ em đánh dần bốn âm nữa rồi. À, trai, 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 trai. Trai. Ừ. Trai, 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 trai. À, không, không phải trai hả? Chữ Z nhớ mà là đọc mình giống như chữ chữ chờ. Tức là ở đây nó Z mà không có H thì mình giống như chữ chờ á. Chưa gì đó. Trai, trai. Ừ. Chứ không phải. Trai, trai, trai. À, trai. Vậy thì giờ em nghe hả? Thanh thứ nhất giờ em chỉ mình lượt bỏ thanh thứ hai thanh giữa đi ha. Nó phải là trai với trai không? Trai, trai. Yeah. Còn cái này là của trai. Vậy là nó sẽ là thanh thứ. Đúng rồi, thanh 4 ha. Tại vì thanh nhiếp, thanh 1 với thanh 4 nó hơi hơi xem tí xíu ha. À, nó không phải là ở cái chỗ người ta đọc mạnh hay đọc nhẹ. Nhưng mà cái âm cuối cùng nó ra nó có khác ha. Thanh thứ nhất thì sẽ là gì? Trai. Thanh thứ tư là trai, trai, trai. Đó, nó có một cái sự khác biệt ha. Trai là thanh 4 ha. Rồi. Rồi mình tiếp nhận. Wǒ xiǐ ha. Wǒ xiǐ. 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 我写。Cô nói sao à? Wǒ xiǐ. Cô thấy kia hứa bánh thôi. Wǒ xiǐ. Ừ. Rồi. Xiǐ. Tiếng gì? À đúng rồi ha. Wǒ xiǐ. Xiǐ là xiǐ xiǐ hả? Xiǐ xiǐ xiǐ. Xiǐ là xiǐ 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 là thành hai. Xiǐ là thành ba hả? Cho nên là phải thành ba mới đúng ha. 我写的他爸哈 ，right， 接下来哈，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了。
thảo luôn. Hào lơ. Ừ, hào lơ. Ờ, à, đúng rồi ha, hào lơ. Lơ, cái chữ lơ này á, mình khinh thanh ha. Thông thường nó có những cái chữ tờ trợ từ lơ lơ đằng sau á, nghe sẽ đọc nhanh ha. Cho nên là khinh thanh là không có dấu ha, hào lơ. Rồi, từ cuối cùng. Xía hào lơ mắt. 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 Dễ hào lắm mà. Rồi đúng ha. Dễ hào lắm mà. Ừ, hai cái từ sau là kinh thanh ha. Để mình đọc nghe sẽ nó lướt qua. Nó rất là nhanh ha. Rồi bây giờ mình sẽ tập viết những cái từ này luôn. Để mình viết vào vở mình luôn ha. Tại vì những cái từ này á, trong lớp mình cũng sẽ sử dụng thường xuyên. Cho nên mình viết nó để mình quen. Vừa biết như thế nào rồi nghĩ như thế nào ha. Đầu tiên những cái từ này mình cũng đã nói qua rồi. Về thử hỏi cái nghĩa là nhớ không ha. Chi suy là nghĩa gì nè. Chi suy. Rú chống. Rú chống. Chi suy nghĩa gì? Dạ em không nhớ. Không nhớ hả? À, đoán thử coi. Tại vì đoán thử coi. Tại vì trong lớp mình cũng có khi mà đọc á. Lúc nãy tụi em đọc ở trong những cái bài ôn tập trước á. Là chỉ có dùng từ này đó. Đoán thử cái nghĩa là gì coi. Dạ, tiếp tục. Ờ, đúng rồi. À, tiếp tục, đúng ha. Chi suy là tiếp tục á, là một cái gì đó. À, như là chỉ nói là chi suy, chỉnh tủ, chi suy. Rồi, mời bạn đọc tiếp tục. Chi suy là tiếp tục ha. Rồi, chỉnh tủ. Chỉnh tủ là, tức là mời bạn đọc á. Chứ chỉnh người này ở đây á, là thông thường trong tiếng Trung nó dùng rất là nhiều. Giống như mời ai đó một cái gì, một cái cách trang trọng á. Ha. Thì nó sẽ dùng từ chỉ. Còn cái từ trai lại. Trai lại là gì? Nguyễn Quỳnh. Trai lại. Dạ. Đọc lại. Như là một cái gì đó. Làm lại, lặp lại ha. Nếu mà đang là đọc thì nó sẽ là lặp lại ha. Còn giống như, tại vì trai lại là một chỉ một cái hành động gì đó. Lặp lại cái hành động đó ha. Chứ nếu mà chính xác luôn là đọc lại thì nó sẽ là trai tủ, hiểu không? Đó. Rồi, đi san, tủ san chữ, tủ san chữ, tủ san chữ là nghĩa gì? Tủ san chữ, tủ thì mình biết ở trên rồi ha, là đọc, đúng không? San, san là gì? Rú chống. San là gì? San là gì? San là ba. Đúng rồi, số ba, đúng rồi. À, chữ. Tú san chữ. Dạo ghép lên. Đọc ai là? À, đúng rồi, đúng rồi. Hào. Đây là, đây là. À, rồi. Wo zai. Wo zai. Wo zai là gì? Là gì? Wo zai. Yên zi. Zi dao ma? Wo zai. Dạ là tôi đây. À, tức là có tôi hay là tôi ở đây, ý là nghĩ vậy ha. Ờ, đúng rồi ha. Zai là nó đang ở một cái ở đâu, một đang hiện tại chỉ một người đó đang ở đâu á. Tức là wo zai nghĩa nó là tôi đang ở đây vậy đó. Như ai hỏi mình có đó không? Nó wo zai là tôi đây nè. Của xìa ha, của xìa thì dễ rồi ha, mình chỉ ghép chữ của với động từ lên ha, xìa là viết ha, của xìa là tôi viết ha, còn nếu mà muốn nói tôi đọc thì nói của tủ ha,
hào lơ, cái từ này mình đã dùng rất là nhiều rồi ha, chắc mọi người đều biết ha, hào lơ là xong rồi ha. Ngoài cái từ xong thì cái chữ hào này cũng có nghĩa là tốt nữa ha. Như là vừa hỉnh hào hôm bữa mình học á, hỉnh hào là tôi rất tốt, tôi rất khỏe. Chỉ hào là ma, từ này chắc là mình cũng biết hết rồi ha. Chỉ hào là ma là biết, biết xong chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái cách viết của những từ này ha. Chữ suy ở đây thì nó cái bộ là bộ tơ ha, sư lại đây. Mình sẽ cấu trúc là trái phải thì mình sẽ viết cái phần bên trái trước. Đây. Rồi, ở đây một đá lên ha. Cái từ, cái gạch này đá lên nó tương tự với lúc nãy mình gặp vừa học rồi đó, nó là tương tự với cái bốn chấm thủy ha. Đó, nó là vậy nè, nếu mà đúng của nó là nó vậy. Rồi, rồi bây giờ mình phần bên trái xong, bây giờ phần bên phải, cái phần này thì mình phải viết cái phần bên trong trước nha. Đó. Chi chi. Chữ này là chữ chi. Đó, rồi chữ chi. Rồi chữ chi ha. Chi. Chi ở bên này mình cái từ này mình đã viết qua rồi mình nhớ không? Cái chữ này là mại, mại mại chữ mại hôm hôm tiếp vừa rồi mình vừa viết nè. Thì một bên, bên phần này bên chữ mại nó ghép với chữ sư là chữ tơ đây thì nó sẽ là chữ suy, tức là một hành động gì đó tiếp tục ha, chi suy này mình viết đây. Rồi chi suy là tiếp tục ha. Rồi chỉnh tố thì cái chữ chỉnh, chỉnh là sẽ viết như vậy. Nhớ là cái bộ này bộ ngôn hôm bữa trước mình học rồi ha, bộ ngôn đá lên. Rồi gạch đây, ba gạch. Rồi và mở trước đóng sau. À, ngoài trước trong sau ha, ngoài trước trong sau. Chìm tổ là chữ chìm. Đây là chữ chỉnh ha, hai gạch ha, tại viết nó hơi nhỏ, tại viết to xíu nó dễ. Rồi từ trai lại ha, trai lại là việc gì đó làm lại một lần nữa, trai lại. Rồi để viết to to nè, chữ trai lại ha, đầu tiên một gạch ngang. Bữa mình cũng có biết qua từ này rồi ha. Chai. Rồi đây. Kéo ngang qua chữ chai ha. Rồi, chữ chai và chữ lãi ha. Chữ lãi này mình có mấy cách viết lận ha. Nhưng mà cái cách này là cái cách của dạng thể thì nó có thể viết gì? Ngang qua gạch ở dưới là nhớ là nó sẽ dài hơn gạch ở trên ha, và gạch bên đây mình bằng nhau hoặc là này thấp cũng được ha, gì cũng được ha. Trai lại gạch của san sư ở đây lúc nãy mình thấy nè ha, cái bộ này là của bộ mai nè đúng không, ở đây cũng này là của nó là chi chi. Rồi khi một cái từ này nó riêng biệt thì nó là chữ mai, mai của chữ mai đúng không, cho nên nó ghép bộ ngôn thì nó thành chữ độc, ghép bộ này thì nó là chữ tục, tiếp tục của chữ tục. À đây giờ giờ xem giờ sơ sơ thì thấy nó giống này, nhưng mà thật sự nó chỉ khác một, nó chỉ một bên nó giống thôi. Tủ ở đây là chữ tủ thì mình cũng viết như cái chữ mai vào nè, là cái từ đó mình đã học cái cách viết rồi thì mình ghép nó vào đây thôi. Rồi chữ san thì mình cũng đã học rồi ha, nó dễ ha, ba gạch ghi vào gạch vào là được. Rồi đến với chữ chữ, chữ là thì hai chấm bằng ha, hai chấm thì là bằng, ba chấm là thủy nha, ba chấm với bốn chấm là thủy ha. Rồi đem một gạch móc này, rồi ở đây chữ nhân ha, chữ nhân gạch chữ.
Đó, chị. Đó là chị chị. Tiếp theo có chữ wo zài ha, chữ wo thì mình đã học cách viết rồi. Giờ mình nhớ lại nha, đây chị viết lại một lần nữa mọi người nhớ ra ha. Một lần xéo. Rồi, wo kéo lại ha. Wo, rồi tới chữ zài ha. Một lần ngang. Đá kéo xuống. Rồi. Tạo cái phần ở lên trên trước rồi nè. Nhớ gạch dưới là nó phải dài ha. Chữ zài. Xéo. Rồi, chữ chai. Wo chai. Rồi, wo xie ha. Chỗ này chữ xie mình cũng sẽ thấy thấy nó giống giống xem chữ không? Không phải giống chữ kia. Rồi, chữ xie là mình sẽ gạch cong vậy ha. Rồi, đây. Chữ xie. Đây mình phải gạch một gạch trong nữa nha. Chữ xie. Đó là chữ xie. Chữ hào với chữ lơ mình cũng học rồi ha. Đó cho nên cái này mình tự viết vào ha. Chữ mà. Chữ mà thì cái khẩu trước. Rồi. Ở đây là chữ mà nè ha. Chữ mã. Cho nên mình để ý nha. Ở chỗ này với chỗ này mình tưởng nó giống giống nhau nhưng mà khác nha. Nó khác ở đây là một gạch nè, còn ở đây là chỗ này khác nha. Cho nên mình đừng có lẫn lộn ở chỗ này nha. Cái chữ mà nó phải là như vậy mới được nha. Đó là chữ mà. Tại vì nếu mà theo đúng á, chữ giản thể gốc của nó là ở chữ mà này là nó như vậy, viết như vậy nè. Đó là cái hình giống con ngựa đúng không? Đó là nó rất là nhiều nét à, là khi vào cái chữ này so với cái chữ này nó là sẽ nó là cũng khác hoàn toàn ha. Nó khác nhưng mà mình viết giản thể thì nó hơi hơi bị giống một xíu, nó dễ bị lộn ha. Rồi hào hào lắm má Yue Qiong hào lắm má. À, giờ mình viết những cái từ này vào ha. Cả cái nghĩa mình cũng viết vào để mình nhớ nha. Là cái cách viết tiếng Trung nè, cái phiên âm nè, cái ngữ nghĩa luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ viết tiếp những cái từ này ha. Hôm bữa mình đã viết tới chữ chín rồi. Bên bộ nhân ha, bên tới chữ gì nè. Rồi chữ gì ha, chữ gì đến chữ này. Rồi chữ này thì nó sẽ là một gạch đây lên trước ha. Rồi đây là một chấm nha. Rồi chữ nhân. Cái chữ này mình cũng sẽ gặp rất là nhiều ha. Trong bài mình sẽ gặp rất là nhiều. Đây. Một gạch đây. Rồi chữ gì. Cái chỗ này nó sẽ đá hơi xéo lên nha. Chữ gì. Rồi chữ chuẩn. Chuẩn là hai cái chữ nhân ha. Chữ nhân. Rồi. À, chữ nhân hôm bữa mình cũng có học qua rồi ha, nhưng mà tại một bên nó là hạ, nó có nó phải trừ một bên nó có bên trái bên phải thì ra cái gạch ở bằng đây á nó phải rút ngắn lại chút xíu nha. Gạch đây nè, nó phải cho nó gọn lại, nó không được dài ra như viết như bình thường. À, chữ chuẩn và chữ rin nè, cũng là bộ ngôn nè. Rồi bộ ngôn là chữ nhân, là chữ rin. Chữ này mình cũng biết qua là dễ rồi ha. Rồi đến chữ tha nè. Tha là cái bộ nhân à, bộ nhân này. Rồi cái móc này qua. Kéo lên. Nó giống chữ dè hôm bữa mình có học qua đó à, bộ nhân. À là chữ tha. Rồi tiếp theo là chữ chua ạ. À. Bộ nhân. Đó là chữ chua. Hai gạch ở trong nhớ là nó ngắn hơn cái gạch ở trên cùng. Rồi.
Đó, đây, chữ chùa. Rồi, chữ quỳ ha, chữ quỳ. Oh. Rồi, đây có chữ quỳ ha, là cái này. Ngẫu nhiên luôn ha. Hai chấm. Gạch ở dưới nó phải dài hơn gạch trên nha, đối với cái chữ quy này. Rồi, gạch ra chữ quy. Chữ này chữ chia. À, chia. Hai cái chữ thổ. À, thổ tức là đất á, thổ địa chữ thổ á. Rồi. À, chữ thủ, hai chữ thủ. Yên chữ, hảo là mà? Hảo. Hảo, hảo. Rồi, mình tiếp ha. Rồi, mình sẽ tiếp tới với chữ giả ha. Chữ giả là giả ha. Đây mình có bộ nhân luôn. Rồi cái móc tròn lên trước ha. Sau đó hai gạch kéo thẳng xuống. Rồi ở đây là gì? Rồi là chữ chả ha. Bữa ơi chạy rồi. Ở đây mình vô đây. Yeah. Rồi đến với chữ quang. Quang tức là ánh sáng hoặc là mặt trời ha. Gọi là chữ quang. Mở lòng xóa nó cứ nó đẩy hoài. Quang thì mình ba gạch đây. Một gạch thẳng. Đó, hai gạch xéo hai bên. Rồi, đây đá lên là chữ quán. Quán. Rồi, đây lên là chữ quán. Rồi mình móc lên hai là chữ quán. Rồi đối với chữ xiên thì đây nó là chữ thành chữ xiên. Chữ xiên. Xiên. Này nó bị cái gì nó bị hoài. Rồi bây giờ mình đến với từ xương hả, này là huynh đệ chữ huynh đó hả, cái chữ khẩu rồi hai gạch hả, cái chữ này cũng dễ ha. Rồi chữ nguyên ha, chữ nguyên này hôm trước mình cũng có học rồi đó ha. Nguyên là duyễn à, duyễn là đồng á, nguyên. Rồi tới chữ trao này hai chấm ha, mình tạo hai cái này trước. Cái này cấu trúc là nó trái phải ha, mình phải viết cái phần ở giữa trước ha, chứ mình sẽ không vẽ cái chấm trước rồi bắt đầu. Hai cái chấm này mình mới vẽ hai bên. Rồi bây giờ mình đến cái cột cuối cùng nha, chữ bao ha. Chữ bao thì cái móc này như thế này, một cái móc này trước
rồi nó đá gì là gọi là cái bộ bao ha. Bộ bao thì thường là gì, nó sẽ à, nó có những cái từ này là cái khẩu nè ha, nó một quần ở bên trên thôi nha, chứ mình không kéo cái này nó quá dài, móc nó lên, đó là chữ bao. Cái này bao là bánh bao, chữ bao luôn nè ha. À, bao. Nhớ là cái phần dưới này nó kéo ra hơn xíu nha. Này sao nó bị khi mà nó nhảy hoài. Rồi mình đến với cái chữ kế tiếp nha. Rồi mình cũng chỉ bao gì là một chấm ha. Tại này nó không có cái bộ nào nữa cho nên mình móc lại rồi mình thêm chấm thôi. Rồi cái từ này cũng dễ nè ha. Rồi chữ khẩu ở bên trong là xong. Từ này cũng vậy. Mấy từ này dễ nè. Đó mình sẽ viết qua nhanh ha. Rồi, đến với cái từ này thì nó hơi khó nè ha. Ở đây thì nó có chữ mì ở bên trong nè. À, đây có cấu trúc bên dưới là để chữ mì. Mì là gạo á ha, bên trong. Tức là bên đây, đây gạo. Cái này là chủy, chủy tức là bông cúc á, chủy hóa là bông cúc. Đó, ở bên trong là chữ chủy. Nó nhìn trong chữ nó dính mình nùi luôn, mình rất là khó thấy được ha. Rồi, bữa nay mình ôm hơi bị lâu cho nên mình cái từ này mình chưa viết kịp ha. Rồi, mình viết thêm một hàng nữa đi ha. À, tính chỉ mọi người cái này. Mọi người xong chưa? Ta chế hào là mà. À, rút chuyển hào là mà. Rút chuyển. Hào. Rồi, bây giờ sẽ chỉ mọi người cái phần này. Để mình có thể tra cái nét viết đó. Ví dụ giống như có cái từ nào mình muốn chủ động, mình biết được cái phiên âm đó thì mình có thể vào cái trang này âm trước cái trang đó. Trước cái trang đó có gỡ cho mọi người, có gỡ rồi mà nói là chưa có hướng dẫn ha, thì là hướng dẫn luôn. Trời ơi, có 10.000 thôi cũng không được nhiều các bạn ạ.